thai của cô. Đừng hòng cản trở tương lai huy hoàng của tôi. Đi giải quyết cái thai cho tôi. Bu ra cửa. Anh sẽ đi làm, kiếm tiền rồi về cưới em. Em chờ anh nhé. Quyết định của Khởi vẫn là quá hèn nhát. Anh ta không hề xứng đáng với em. Thẩm thật may mắn khi luôn có anh ở bên cạnh. Em thật sự rất yêu anh. Em thừa biết là anh và Thẩm đang yêu nhau mà. Em và anh đã gặp nhau trước. Em và anh sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Em định làm gì? Anh Kiệt, anh có cảm thấy đây là một vụ tai nạn không bình thường không? Ba, ba. Kiệt, vụ hết trai này đến trai khác mà không biết nhục hả? Người sắp đặt mọi chuyện chính là Bích. Xin anh để em chết đi. Đón xem Hoa Trong Bão 19:45 hàng ngày trên kênh SCTV 14.